siêu 110 E114 đầu 17. Con này là sườn lốc gin, đồ nguyên gin 100%, mình dọn 110 mẫu 2x2. Mình đi cái áo, cái tem đời 112/2 đó các bạn. Với lại mình dọn cái mặt nạ, mặt nạ 120, cặp bẩn 120 và cây bô gam 120. Còn lại tất cả trên xe đều là đồ 110. À có thêm cái yên nữa nha, yên là xe 120. Còn tân lan vẫn là tân lan 110, lồng lỗ 110, xe này vẫn là máy 110 năm số tới. Con này là máy zin chưa trẻ đó, nhưng mà khi mình về mình dọn thì nó phê quá nên mình trẻ đầu tiên rồi. Mình là người trẻ đầu tiên. Và mình trẻ tìm cố tình giữ keo rồi lại sạch đẹp để đem chơi cho đẹp. Tôi nói thật đâu, tôi mà trẻ máy rồi anh em có dẫn thợ theo coi cũng không biết. Nhưng mà mình mua bán thì mình có trẻ máy lần đầu tiên, mình nói mình trẻ máy lần đầu tiên. Nên anh em có cảm thấy rồi cái giá này đối với một cái xe là nguyên cái đồ nguyên đẹp như thế này, thì anh em có chấp nhận được không? Thì mình alo thôi. Còn ví dụ là máy zin chưa trẻ thì nó giá bên đây nè. Đó, cái con tím á các bạn, giá anh nhỉnh hơn xíu. Rồi, các bạn có cần liên hệ mình nha.